Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh YouTube của Nguyệt. Để nói đầu tiên cho Nguyệt xin phép được tự giới thiệu, Nguyệt tên đầy đủ là Cao Thị Ánh Nguyệt. Hiện tại Nguyệt đang là đại lý phân phối sâm rom Baraman được nhập khẩu chính ngạch từ Iran do công ty Tây Á nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Trong những năm gần đây thì người dân Việt Nam biết đến sâm rom rất là nhiều và chọn sâm rom là một cái sản phẩm sức khỏe để bảo vệ sức khỏe cũng như là cải thiện sức khỏe của mình. Vậy sâm rom là gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là công dụng tuyệt vời của sâm rom để cho mọi người nắm rõ hơn nhé. Saffron tên tiếng Việt là nhụy hoa nghệ Tây, là một loại gia vị đắt đỏ nhất trên thế giới. Người ta dùng nhụy hoa nghệ Tây để tạo nên saffron. Cây nghệ Tây có thể phát triển cao đến 20-30 cm, cho ra 4 hoa. Mỗi hoa gồm 3 đầu nhụy màu đỏ thẫm. Phần đầu là nhụy khô được sử dụng như gia vị và chất tạo màu trong các món ăn khác nhau. Saffron có nguồn gốc ở Hy Lạp hoặc Tây Nam Á, được trồng lần đầu tiên ở Hy Lạp vào 3.000 năm trước, sau đó đưa tới các khu vực khác như là Bắc Phi, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương. Hiện tại, Iran được coi là thủ phủ của saffron với sản lượng chiếm đến 90% saffron trên toàn thế giới. Do có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp với sự sinh trưởng của saffron, nên saffron Iran có mùi thơm đặc biệt, đem lại nguồn thu khổng lồ cho đất nước. Baraman là hãng cung cấp saffron lớn và lâu đời nhất trên thế giới. Tại Iran là một nước chiếm tới 80-90% sản lượng saffron trên toàn thế giới. Tây Á là đơn vị duy nhất có mặt hãng saffron Super Negin với sợi to dài, mùi thơm đặc trưng và hàm lượng dược chất lớn hơn hẳn các loại khác trên thị trường. Tây Á là đối tác nhập khẩu trực tiếp từ Baraman Iran nên chỉ Tây Á có đầy đủ giấy tờ chứng nhận từ các cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo với giá cả phù hợp. Theo các nghiên cứu khoa học, saffron có tác dụng lớn đối với sức khỏe như giúp ngủ ngon, chống oxy hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, cân bằng nội tiết tố, làm đẹp, tăng cường tiêu hóa, chống trầm cảm và stress, tăng cường trí nhớ, thị lực, năng lực phòng the cho phái mại. Cả nhà đã theo dõi cái video của Nguyệt, mình hy vọng là sau những cái chia sẻ của Nguyệt thì sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về saffron và cái công dụng tuyệt vời của saffron mang lại, và chúng ta có thể lựa chọn được dòng saffron chính hãng để chúng ta sử dụng để cải thiện cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Nếu các bạn còn thắc mắc về saffron để hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, đau dạ dày, đau nhức xương khớp, ổn định huyết áp, tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng, đẹp da đẹp dáng, tăng cường chức năng sinh lý nam nữ, thì hãy inbox cho Nguyệt qua số Zalo 0983003124 và sẽ tư vấn kỹ hơn để cho mọi người cùng nắm rõ nhé. Và nếu như mọi người yêu thương Nguyệt thì hãy cho Nguyệt một like và cho Nguyệt một lượt đăng ký để mọi người có thể theo dõi được những cái video tiếp theo của Nguyệt. Nguyệt hy vọng là mọi người sẽ yêu thương Nguyệt thật nhiều để Nguyệt ra được những cái video thật là hay, thật là chất lượng để gửi đến tất cả mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye tất cả mọi người nha.